Thưa quý vị, vào lúc trưa nay, tính đến thời điểm này thì tình hình dịch COVID-19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Trong bản tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống quốc gia vào 12 giờ trưa hôm nay thì nước ta đã có thêm 100 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong nước và riêng tại tâm dịch nóng nhất của quốc gia là tỉnh Bắc Giang thì đã ghi nhận thêm 87 ca. Tiếp theo là Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp, Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình mỗi địa phương ghi nhận là 1 trường hợp. Hiện tại thì tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn có diễn biến rất phức tạp khi cả thế giới đã có 167,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 148 triệu ca đã khỏi bệnh và gần 3,5 triệu ca đã tử vong. Trong ngày ghi nhận là 14.206 ca tại Đông Nam Á, Indonesia đã tăng thêm 5.907 ca, Philippines tăng 4.973 ca, Thái Lan tăng 2.713 ca, Campuchia tăng 556 ca, Singapore tăng 36 ca và Lào thì chỉ tăng 21 ca. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến rất phức tạp và trong tối ngày hôm qua như chúng ta đã biết thì tất cả những cái hoạt động không thiết yếu tiếp theo đã được chính quyền của thành phố yêu cầu hạn chế hoạt động cũng như là cấm hoạt động. Và đến thời điểm này, chỉ trong vòng một ngày từ ngày 24 tháng 5 cho tới nay, thì chính quyền thủ đô đã cách ly 5 khu chung cư vì có nguy cơ lây nhiễm cao ra cộng đồng. 5 khu chung cư nói trên nằm ở quận Bắc Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai, nơi ghi nhận các ca dương tính COVID-19 trong ngày vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 5 thì quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa mềm 4 tòa nhà ở khu đô thị Gomark City sau khi xác định được bệnh nhân 5.311 cư trú tại đây. Tại quận Thanh Xuân thì khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà 17T4 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, nơi cư trú của bệnh nhân 5.309. Gần 500 cư dân ở 123 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà. Cùng thời điểm, đơn nguyên A tòa nhà The Legend cao 30 tầng tại địa chỉ 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính cũng bị phong tỏa do có một ca dương tính người Trung Quốc cư trú tại đây. Tại quận Hoàng Mai thì khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và các cơ quan phòng chống dịch của phường Yên Sở đã phong tỏa phun khử khuẩn toàn bộ đơn nguyên 2 của tòa nhà CT1 chung cư Gelesia Riverside 885 Tam Trinh. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 40 người sống cùng tầng 30 với ca nghi mắc COVID-19. Vào tối cùng ngày thì toàn bộ tòa A khu The Zen, khu đô thị Gamuda Garden ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cũng đã bị phong tỏa tạm thời. Chính quyền phường cũng yêu cầu cư dân tại tầng 20 tòa A tạm thời tự cách ly tại nhà. Hiện tại thì toàn thành phố đã có ít nhất 54 điểm phải phong tỏa và cách ly. Trước đó hôm qua ngày 24 tháng 5 thì tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 trong ngày của thành phố Hà Nội thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Chử Xuân Dũng đã yêu cầu người từ các địa phương về Hà Nội từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 phải khai báo y tế online. Thực hiện trong ngày 25 tháng 5, người về Hà Nội từ ngày 22 tháng 5 tới đây khai báo y tế online trong vòng 24 giờ. Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các lực lượng vào cuộc chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng khẳng định nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Hà Nội là rất cao, đồng thời yêu cầu người dân từ các địa phương về Hà Nội từ ngày 10 tháng 5 đến 24 tháng 5 phải khai báo y tế online, thực hiện trong ngày 25 tháng 5. Người về Hà Nội từ ngày 25 tháng 5 tới đây khai báo y tế online trong vòng 24 giờ. Người dân trở về Hà Nội, đi từ các tỉnh mà về Hà Nội kể từ ngày 10 tháng 5 đến ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5, bất kỳ là địa phương nào trên cả nước thì đề nghị là chúng ta đều phải khai báo y tế online qua cái phần mềm tờ khai y tế, rồi nCoV, rồi Bluezone. Và đề nghị là tất cả trường hợp này khai báo xong trong ngày 25 tháng 5. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo siết chặt công tác quản lý tại các khu vực có nguy cơ cao như tại các bệnh viện, khu công nghiệp, khu chung cư, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh khi vừa phát hiện một trường hợp bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính với COVID-19. Các cơ quan hành chính, các đơn vị trên địa bàn thành phố cần thực hiện nguyên tắc
hội họp có giãn cách giữa người với người là 2 mét, số vị trí ngồi không quá 50%, hạn chế họp trực tiếp, tăng họp trực tuyến để phòng thông thoáng, hạn chế điều hòa trung tâm, đặc biệt tại các khu liên cơ. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trử Xuân Dũng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ với người ra vào các trụ sở, hạn chế tiếp khách của cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức trong thời điểm này tại các trụ sở nơi làm việc. Thưa quý vị và các bạn, cũng như thông tin chúng tôi vừa nêu ở trên thì cũng trong buổi họp chiều qua của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thủ đô Hà Nội thì chính quyền thành phố đã ban hành nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay. Theo đó thì từ 12 giờ trưa ngày hôm nay 25 tháng 5 thì Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh đến khi có thông báo tiếp theo của thành phố. Cụ thể thì nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu thực hiện dừng hoạt động triệt để tận nơi vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng chống dịch, phê bình và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức cá nhân có vi phạm, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy tuyên truyền trên loa, truyền thanh xã, phường, các khu chung cư và trên cả không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta làm thế nào để có thể phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại là một câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm. Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế một cách nghiêm túc hay cố thủ ở trong nhà phòng chống dịch cũng là những sự phân vân của nhiều người đến thời điểm hiện tại. Ở Nhật Bản thì vì lo sợ dịch bệnh, 3 người đàn ông tại quốc gia này đã bỏ thành phố lên hoang đảo sống đời tự cung tự cấp như Robinson trong suốt hơn một tháng trời. Toàn bộ hành trình sinh tồn trên đảo hoang được 3 người đàn ông này quay lại và dựng thành video chia sẻ trên trang mạng xã hội YouTube, gây được tiếng vang lớn, làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Trước khi đổ bộ lên đảo hoang thì 3 người đã chuẩn bị nhiều đồ dùng bao gồm cả cần câu cá, cuốc, xẻng, cưa, lều, dụng cụ làm bếp, gia vị và cả tấm pin mặt trời. Họ cũng cẩn thận mua một con gà sống để phòng trừ chưa bắt được cá ngay khi lên đảo. Đến đảo hoang thì 3 người tự dựng lều, tìm cách nhóm lửa hàng ngày, xuống biển bắt cá nướng ăn, thậm chí đi tìm nguồn nước nóng để ngâm mình thư giãn. Sau một thời gian sống hoang dã thì 3 người đàn ông đã trở về đất liền một cách suôn sẻ. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.